Bây giờ mình đi sử dụng không này là mình tắt máy. Quá mạnh rồi đấy. Bình thường gì để tầm chưa hay học rồi. Thôi đây đang kép 10 năm đúng không? Đây là con Osaka 3,3 kW. Hàng không dơ le nha anh em nhé. Dây 15 mét. Anh cứ bóp đi nhá, để anh. Anh nghĩ không đây đồng hồ nó về không mà anh. Đây anh thấy chưa, đồng hồ về không á. Nếu anh đồng hồ mà nó không về không thì anh mới lo. Nhưng trong đây nó có thế độ đai đấy, có màu to đây. Khi anh nhả nước trực tiếp về cái nó sẽ hồi về đường nguồn, chứ không phải là nó đang chịu áp lực ở đây đâu anh ạ, mà motor đang chịu ấy đâu. Đấy thì mày hỏi thế. Và nó đai đấy mà. Anh thử nhìn nó xem. Nếu anh đồng hồ mà anh lúc anh nhả súng ra mà đồng hồ nó không về không thì anh mới lo nghĩ đây đồng hồ về không. Đúng. Em xé ra nó đây. Anh cứ xé thoải mái đi. Xé đi. Em quay để chủ dữ liệu ở trên chỗ em toàn hàng toàn đồ. Xé lên vẫn test được.